Rudy là kẻ nói dối. Đội cứu hộ Jean đây. Jean, quảng trường tòa thị chính xảy ra chuyện. Có quả quạng. Quả quạng ở quảng trường? Được rồi, mình sẽ cử cả đội cứu hộ tới ngay. Mới sáng ra đã bận rộn rồi. Khẩn cấp, khẩn cấp. Rudy mới gọi báo cho mình biết ở quảng trường tòa thị chính có quả quạng. Mọi người làm ơn mau đến quảng trường tòa thị chính đi. Mình biết rồi Jean. Cậu ấy nói ở đâu có quả quạng vậy? Mình nghe là ở quảng trường tòa thị chính. Phải. Ồ, không lẽ chúng ta đã bị Rô đi lừa rồi sao? Vui quá đây. Sao? Là cuộc gọi quấy rối sao? Tụi mình tới đó rồi, nhưng không có quả quạng gì hết. Ai cũng có thể gọi để chọc ghẹo chúng ta, làm sao chúng ta xử lý được đây? Thực ra thì, mỗi khi nhận được cuộc gọi không biết được cái nào là giỡn, cái nào là thật luôn. Đúng vậy, chúng ta cũng không thể nào làm ngơ được. Đây chính là vấn đề. Đúng là như vậy thật. Là chú Musty với May này. Sau đó thì Cinderella với hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời hết. Wow, câu chuyện này thú vị quá. Kể chuyện khác đi không? Con thích nghe kể chuyện sao? Dạ đúng vậy. Để ông coi kể chuyện gì tiếp đây. Được rồi, ngày xưa ngày xưa. Chú Musty. Chú phải nghe con nói. Rudy, có chuyện gì vậy? Từ trên cầu Splashdown xuống bị thương nặng lắm. Cái gì? Ông Wheeler sao? Mini à, ông quay lại kể chuyện cho con sau nha. Ông ơi, đợi đã, cho con theo với. Cá cắn cầu lớn quá. Ủa, này là gì? Ông Wheeler. Hả? Ông Musty. Nghe nói là ông bị té trên cầu xuống. Rồi ông có bị sao không? Tôi hả? Không phải tôi. Anh Rudy đã nói như vậy mà. Hả? Anh ấy đâu rồi? Ôi trời, chắc là Rudy nói dối rồi. Nói dối? Ông nói vậy làm tôi nghĩ tôi có bị Rudy gạt không? Ông cũng bị gạt luôn sao? Tên lừa đảo này. Rudy nói với tôi đây là một địa điểm lý tưởng để câu được những con cá lớn mà. Ông coi tôi câu được cái gì đây? Ôi trời, khổ thân ông. Anh Rudy chỉ toàn nói dốc. Mình đã đi xa hơn mình tưởng. Chắc phải sạc liền thôi. Trạm sạc ơi, ta đến đây. Hình như là chú Hooper. Mình nên tới đó đùa giỡn với chú ấy. Mình bị làm sao vậy? Mỗi lần mẹ lái là có gì đó không ổn. Có gì đó lạ lắm. Chú Hooper. Con không dừng lại được. Rudy, chú tới liền đây. Chú ấy bị sao vậy? Chú Hooper. Chú Hùng Bơn, ra khỏi đó đi. Bọn nước sắp rơi xuống rồi kìa. Nước xuống sao? Không được, bánh xe của chú không nhúc nhích được. Rudy, mau gọi đội cứu hộ tới đây cứu chú mau lên. Đội cứu hộ? Dạ được. Rudy, mau lên. Dạ.
Ông nghe rồi, đi xem có chuyện gì. Phải nhanh lên thôi. Thật may này, chú Max đây. Rudy. Lại nữa sao? May này, giúp anh với. Chú Huber bị tai nạn ở dưới đó. Giờ mà không gọi đội cứu hộ tới đây liền là bồn nước sẽ rơi trúng đầu chú ấy đó May này. Vậy thì anh tự báo đội cứu hộ đi chứ. Anh tiêu hao hết năng lượng rồi nên không đi được. Thật đó. Anh nghĩ là em sẽ tin anh hả? Ông ơi ông, mình đi về thôi. Thật đó, lần này anh nói thật. Chú Musty, chú tin con lần này đi. Chú Huber thật sự đang gặp nguy hiểm ở dưới đó mà. Chú phải tin con chứ. Ông ơi, anh ấy lại nói dối nữa đó. Đội cứu hộ Jin. Jin. Chú Musty, có gì không chú? Rudy kể chú nghe chuyện của ông Huber. Ông ấy mới bị tai nạn ở đường số 16 đó. Hả? Lại nữa sao? Sáng nay cậu ấy mới chọc tụi con đó. Lần này chú nghĩ là Rudy đang nói thật đó. Jin à, chú nghĩ con nên cử đội cứu hộ tới đó ngay đi. Dạ chắc vậy rồi, con sẽ cử đội cứu hộ đi ngay. Khẩn cấp, khẩn cấp. Chú Huber vừa mới bị tai nạn ở đường số 16. Cả đội mau tới nơi đó để hỗ trợ đi. Biết rồi Jin. Bên đó kìa. Cứu Haley, tới đó cột bồn nước lại trước đi. Hiểu rồi. Chúng ta cùng xuống đó nâng chú Huber lên. Đi thôi. Tụi con đây. Rồi, xe chú bị trục trặc nên bánh xe không chạy. Chú cứ bình tĩnh, tụi con sẽ giúp chú. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Mình cũng vậy. Mình sẽ đếm đến ba. Một, hai, ba. Haley, nhanh lên. Tới liền. Tốt, được chưa? Chúng ta thử thêm một lần nữa. Tiến lên. Cái gì? Lúc đầu con nhờ chú giúp đỡ cũng là nói dối sao? Dạ. May quá, lúc nãy thấy con cắm đầu chạy, chú còn tưởng con gặp phải vấn đề gì lớn lắm chứ. Con thật lòng xin lỗi chú. Con không nghĩ là trở nên như vậy. Con không cố tình đẩy chú vào tình thế này. Rudy, tốt lắm. Chú thấy con đã rút được bài học rồi. Nếu con cứ thích nói dối thì một ngày nào đó sẽ không ai tin con nữa đâu. Thậm chí cả lúc con đang nói thật. Đúng đó, chú Musty đã tin cậu. Nhưng nếu chú không tin thì sao chứ? Nếu vậy thì chú Huber sẽ gặp phải rắc rối to rồi. Mình hứa, mình sẽ không bao giờ nói dối nữa. Ông ơi, con có thắc mắc
Sao ông biết anh Rudy nói thật vậy ông? Tại tuổi tác thôi, khi con người càng già dặn thì sẽ càng có nhiều hy vọng. Chuyện này làm ông nhớ tới một câu chuyện mà ông rất muốn kể cho Rudy nghe. Con có nghe không? Dạ con muốn nghe. Tốt, cảm ơn. Nào, để xem. Ngày xưa, có một cậu bé hay nói dối. Khoan, câu chuyện này giống như kể về con. Dừng lại đây, con ngại lắm. Thôi để ông kể nha. Không, con không muốn nghe đâu. Dọn dẹp là thói quen tốt. La la la, hôm nay là ngày nhảy của mình. Ồ, Kép, chào buổi sáng. Hả? Chào Spooky. Kép, hôm nay cậu muốn ghé chơi với mình không? Ý cậu là tới chỗ cậu hả? Mình mới bổ sung thêm vào bộ sưu tập lớp xe. Cậu qua xem thử nha. Mình xin lỗi, hôm nay mình hơi bận rồi. Cậu muốn mình qua nhà cậu chơi hả? Đi mà, sau lần cậu ghé chơi mình đã sưu tập được thêm rất nhiều bộ lớp mới. Có muốn xem không? Nếu vậy thì chắc là mình không đi được rồi. Mình có việc bận, tạm biệt nha. Nè, sao mọi người cứ cư xử như vậy với mình chứ? Cậu sẽ thua thôi, Polly. Không có đâu. Bên trái nè. Cậu chú ý chút đi. Polly, cậu có sao không? Có, bánh xe bị xì rồi. Mình nhớ là đã để ở đây mà ta. Jin. Hả? Cậu về rồi hả Roy? Jin à, sao đồ đạc lung tung quá vậy? Không sao đâu, mình sẽ dọn dẹp mà. Mà có chuyện gì vậy? Polly bị xì lốp xe trên đường đua rồi. Cậu tới đó xem giùm được không? Vậy sao? Vậy chúng ta phải thay lốp cho cậu ấy. Lốp xe của cậu ấy đâu rồi? Tìm thấy rồi. Được rồi. Được rồi, xong xuôi. Cảm ơn nha Jin. Không có chi. Chào các cậu. Về rồi hả? Cậu đang kiểm tra lốp xe hả? Phải. Roy đi đâu sao mình không thấy? Roy đi dọn dẹp đồ đạc ở trong phòng lưu trữ. Sao tự nhiên cậu ấy làm vậy? Tại vì cũng lâu rồi mình chưa dọn dẹp đồ đạc ở trong đó. Cuối cùng cũng ngăn nắp được phần nào. Roy. Hoan nghênh mọi người. Wow, nhìn gọn gàng quá. Nhờ cậu dọn sạch sẽ, bây giờ nhìn phòng lưu trữ rộng rãi quá. Giờ chúng ta chỉ cần liếc mắt cái là tìm được thứ mình cần tìm liền. Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu nha Roy. Không có gì. Mình nghĩ cậu nên đem lốp xe cũ cho Clinny đi. Không, cậu đem cho Spooky đi. Cậu ấy có sở thích sưu tập lốp xe cũ. Đúng đó, Spooky thích sưu tập chúng lắm. Ôi trời ơi, cậu ấy sưu tập nhiều lốp xe như vậy sao? Spooky. Hả? Roy, sao cậu lại tới đây? Lúc dọn dẹp phòng lưu trữ thì mình tìm thấy những lốp xe cũ này. Và mình nghĩ chắc cậu sẽ cần nó. Wow, cảm ơn nha Roy. Cậu lỡ tới đây rồi, vậy cậu vào chơi với mình một chút đi. Mình sẽ cho cậu xem bộ sưu tập lốp xe của mình. Mau đi theo mình. Spooky. Đường đi ngoằn ngoèo chút nên cậu phải bám sát theo mình đó nha. Spooky đợi đã. Đi đường nào đấy Spooky? Rồi, cậu phải bám sát mình chứ. Nhanh lên. Được rồi. Đây chính là bộ sưu tập của mình. Cậu thấy tuyệt vời không? Tuyệt thật. Nhưng mà Spooky, mình nghĩ cậu nên dọn dẹp ngăn nắp một chút. Nhìn có vẻ hơi ngột ngạt, có vẻ nguy hiểm nữa đó. Không có nguy hiểm đâu, cũng không hề ngột ngạt. Mình thích sống ở một nơi như vậy. Sao? Mê cung. Mình thấy nên gọi vậy. Xung quanh nhà cậu ấy có mấy chồng lốp xe. Nếu Spooky không chỉ đường cho mình thì chắc hồi nãy mình lạc ở trong đó luôn rồi. Đáng sợ nhất là cậu ấy nghĩ sống như vậy vẫn rất thoải mái. Roy, không phải ai cũng có nếp sống ngăn nắp như cậu đâu. Đúng đó,
mà với lại mỗi người đều có mỗi cách sắp xếp khác nhau. Nói gì thì nói, dọn dẹp đúng là một công việc phiền phức mà. Giá mà mình có thể giải thích hết cho các cậu hiểu, đợi các cậu tới tận mắt chứng kiến thì sẽ biết tại sao mình lo lắng. Spooky là vậy thôi Roy, cũng như cậu làm chính mình. Bản thân mình thì không để tâm tới những vấn đề này đâu. Mình thấy lo quá. Cậu lo chuyện gì? Chúng ta chỉ cần nói cho Spooky biết là chúng ta không muốn chơi ở nhà cậu ấy mà thôi. Cái gì vậy? Cậu ấy lại sưu tập lớp xe mới nữa rồi kìa. Mình đi thôi. Không được đâu, chúng ta đã đi tới tận đây rồi mà. Cứ gọi cậu ấy ra đi, không ở nhà thì mình đi được không? Được, vậy đi. Spooky, cậu có ở nhà không vậy Spooky? Không có ở nhà rồi. Spooky, cậu gọi mình hả? Spooky, tụi mình đi ngang qua thôi à, có gì nói sao nha. Mình không nghe thấy, các cậu vào đây nói chuyện đi. Lẽ ra không nên tới đây. Spooky, cậu đang ở đâu vậy? Ủa, mình ở đây nè. Cậu đang làm gì vậy Spooky? Mình cần cái lớp xe màu đỏ, mình đang kéo nó ra. Spooky à, thôi đi, chồng lớp xe đổ xuống hết rồi chờ. Không sao đâu. Được rồi. Cậu thật hết nó nổi luôn mà. Spooky. Spooky, Khép, hai cậu đâu mất rồi? Birthday. Hai đứa tụi mình bị mắc kẹt trong chồng lớp xe rồi. Mình phải làm gì đó thôi. Điện thoại khẩn cấp. Đội cứu hộ, Jin nghe đi. Jin, cứu tụi mình với. Khẩn cấp. Khép với Spooky mới bị mắc kẹt dưới đống bánh xe ở nhà Spooky rồi. Đội cứu hộ, mau chuẩn bị ra lên đường. Được rồi. Wow, nhà của cậu ấy đúng chỉ toàn là bánh xe thôi. Chúng ta có vào cũng khó tìm được đường đi. Nhưng chúng ta phải nhanh chóng đưa bọn họ ra ngoài. Hayley, cậu bay lên phía trên. Chúng ta thì phải đi qua mê cung để mình dẫn đường cho. Mình đã từng tới đây nên mình còn nhớ đường để đi vào bên trong. Tuyết, đi thôi. Làm sao bây giờ đây? Bosby, Hayley, ở đây nè, là dưới đóng lớp xe đó. Được rồi Bosby, cứ giao cho tụi mình. Cậu tới chỗ an toàn đi. Được thôi. Cứu giới. Nhanh lên, mình mệt lắm rồi. Rồi, chúng ta đi đường nào đây? Chúng ta đã bị lớp xe bao vây xung quanh rồi, khó tìm đường đi quá. Các cậu nhìn nè. Mình lại nhìn thấy chồng lớp xe hồi nãy mình mới vừa thấy. Mình nghĩ nãy giờ chúng ta đi lòng vòng thôi. Trước hết chúng ta phải tìm đúng hướng để đi cái đã. Lần này chúng ta đi thử đường này đi. Mình không làm được gì đâu. Khoan, mình chắc chắn mình với Spooky đã từng đi đường này rồi. Ở đây có ngã ba, chúng ta đi đường nào đây? Rối quá. Nhưng mình chắc chắn là gần tới nhà của Spooky rồi. Suy nghĩ đi, bình tĩnh lại, nhớ đường đi của hôm trước đi. Holly, nhanh lên, tình hình tệ hơn chúng ta tưởng nhiều đó. Xin lỗi Hayley, cậu ráng chờ thêm một chút. Rồi đang cố gắng để nhớ ra đường đi đó. Cậu phải bám theo sát mình chứ. Nhanh lên đi. Đây rồi. Được rồi, các cậu theo mình.
Nhanh lên, nhanh lên. Mình chịu hết nổi rồi, nhanh lên, nhanh lên. Mình chuyển cánh máy cũng còn nhiều như vậy. Nhanh lên, các cậu. Thôi đi. Các cậu, bên này. Nhanh lên đi các cậu. Thép Spooky, các cậu có sao không? Mình nghĩ là mình vẫn còn sống. Cảm ơn các cậu nhiều. Không có gì. Nghe nè Spooky, bộ sưu tập bánh xe của cậu đang ngày càng đem lại nguy hiểm cho cậu. Phải, mình cũng không ngờ chỉ vì không dọn dẹp mà có ngày lại gặp phải chuyện lớn tới như vậy. Spooky, thật ra lý do tụi mình không dám qua nhà của cậu chính là vì đống lốp xe này nè. Đúng đó, có những thứ này thì khó chơi đùa với nhau lắm. Xin lỗi các cậu, bây giờ phải làm sao? Mình không thể đem bộ sưu tập quý giá này bỏ đi hết được. Mình nghĩ cậu nên đem những cái cũ đem bỏ, còn những cái còn lại cậu xếp gọn lại là được rồi. Đúng đó, nếu được vậy thì tụi mình sẽ ghé chơi thường xuyên hơn. Thiệt hả? Nè, mình mới nghĩ ra vài cách rất hay để dọn dẹp mớ hỗn độn này cho cậu. Cậu có muốn nghe không? Là gì vậy? Mình nghĩ là cậu có thể để lốp xe trong sân chơi, sau đó cậu xếp tất cả lại thành hình dạng của tên lửa và... Khoan, mình lại muốn xếp thành hình một tam giác. Spooky, xếp chồng lên thì không ngăn nắp được đâu. Xem ra không dễ gì dọn sạch được cái đống này đâu. Đúng rồi đó, chúng ta không cản nổi Roy và Spooky đâu. Đúng đó. Tập phim Hố Bê Tông Phiền Phức. Chú đang đào thử mấy chỗ khả nghi lên nhưng mà cũng không phát hiện được cái gì hết nè. Chú cũng không biết phải làm sao nữa. Chú ơi bình tĩnh, mình có thể sử dụng máy giò con mới phát minh để lần ra chỗ bị bể đó chú. Thật hả Jin? Dạ thật, con nghĩ là nó có thể giúp mình tìm ra chính xác chỗ ống nước bị bể. Được vậy thì tốt quá rồi, không cần phải đi đào lung tung lên nữa. Bây giờ tiến hành liền được không con? Dạ được chứ chú. Con sẽ dắt Haley tới đó liền. Mình đi đây. Ủa, Haley tới rồi kìa. Ống nước bị bể, ống nước bị bể. Mình tìm được rồi. Nước bị rỉ ở đây. Thâu hả? Ủa? Đào lên đi. Wow, chỗ này. Coi chừng. Wow, đúng chỗ này rồi. Đổ thêm đất không chú? Không cần đâu, chú thấy đổ thêm bê tông xuống dưới tốt hơn vì đất ở đây hơi mềm. Để chú coi. Trước khi Mickey tới đây, phải có người canh chừng cái hố này. Giao cho ai đây? Con nghĩ nên giao cho Bruno. Tốt, vậy nên chắc chắn con nhớ dặn Bruno phải canh chừng thật kỹ chỗ này, không cho ai qua lại tới khi bê tông đổ xuống dưới khô cứng lại hoàn toàn, có biết không? Không thì khổ lắm. Dạ, để con đem biển báo qua đó để... Vậy là xong rồi. Tốt, thôi chú đi trước đi. Đâm, gặp lại sau nha. Quay thùng xe để bê tông bên trong không bị cứng. Quay 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 quay. Chào anh bạn. Chào anh bạn. Bruno, cậu đem trái banh chi vậy? Mình đang luyện tập cho màn trình diễn trong cuộc thi sắp diễn ra.
Nè Bruno, vài phút nữa là Mickey tới đây rồi. Cậu nói gì? Năm, mình sáu. Nói là Mickey sắp tới đây rồi. Đúng. Quá tuyệt. Mickey nói là sau khi đổ bê tông xuống, không ai được đi ngang cái hố này tới khi bê tông khô hẳn. Bruno, cậu nghe mình nói gì không vậy? Nghe, mình đang nghe đây. Mình biết rồi. Cậu xem, không biết cậu ấy có nghe không một, nữa. Một, cậu thấy làm sao? Mình cũng không biết nữa. Mình hy vọng là sẽ không sao. Ồ, Dumbo, hôm nay cậu có cần mình giúp gì không? Cậu cứ đi theo mình đã. Quá tuyệt, ghi điểm. Quay thùng xe để bê tông bên trong không bị cứng. Mọi người đi đâu hết rồi? Đang muốn cho mọi người thấy lúc đổ bê tông xuống mình nhìn ngầu cỡ nào. Tiếc ơi là tiếc, đổ xuống nè. Đổ hết ra rồi, làm sạch thùng luôn. Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo. Quay. Chú Builder ơi, mình còn nhiều việc phải làm lắm đúng không chú? Đúng là còn nhiều việc làm vậy lắm. Vậy chừng nào con mới bắt đầu làm đây chú? Chờ chú một chút, sắp tới lượt con rồi. Hallie, lượm giùm mình trái banh với. Bruno, con làm gì ở đây vậy? Dạ. Đừng có chơi banh nữa mà. Cái hố. Hố? Hả? Cái hố. Xin lỗi. Luyện tập là tốt nhưng không phải lúc làm việc. Luyện tập sau đi. Dạ. Làm việc đi, trước khi chú Builder nổi nóng. Mình biết rồi. Mà trái banh đâu rồi? Đây nè, nhưng cậu đừng nghĩ tới nó nữa. Con có biết là đem banh vào công trường thì nguy hiểm cỡ nào không? Dạ. Chán ơi là chán, tự nhiên lấy trái banh của mình. Mickey nói tới đổ bê tông mà mình quên. Cứu với, ai đó cứu mình với. Cứu với. Hình như có ai đang kêu cứu thì phải. Là giọng của Bruno. Hình như Bruno gặp rắc rối nữa rồi. Mình tới liền. Cứu Bruno ơi. Bruno. Cứu Bruno. Mình đây nè Hallie. Cứu mình lên với. Jean, Hallie có báo tin gì về không? Không có gì là tin tốt rồi. Mình đảm bảo có cái máy dò của mình, công việc sẽ rất là suôn sẻ. Hả? Hallie, cậu không cần phải khen nữa đâu. Mình biết máy dò của mình là phát minh xuất sắc nhất. Mình không có thời gian nói về cái máy dò. Tụi mình gặp rắc rối. Bruno ngã xuống hố bê tông rồi. Sao lại bị ngã xuống đó? Cứu mình, mình không lên được. Mà tới đây đi. Mình không biết bao lâu thì bê tông sẽ khô cứng lại. Mọi người mau tới đó đi. Xuất phát. Xuất phát. Sắp bị quá thành đá không vậy? Mình thấy giống như sắp bị biến thành bê tông luôn rồi. Ráng lên Bruno, đội cứu hộ sắp tới đây rồi. Đáng lý ra ngay từ đầu mình phải nghe lời khuyên của Dumbo. Đáng lý mình phải bắt cậu ấy tập trung nghe mình nói. Tội nghiệp Bruno quá. Tới rồi. Hmm.
Cứu mình chơi, mình không thể thoát ra được. Phần bê tông trên mặt đã khô cứng rồi, nếu cố gắng kéo lên Bruno sẽ gặp nguy hiểm. Mình biết là không xong rồi, vĩnh biệt thế giới. Bình tĩnh đi, mình có thể thử cách khác mà. Có thể xịt nước từ dưới lên để cứu cậu ấy. Cậu có chắc không, Haley? Mình từng thấy rồi, dòng nước ở bên dưới từng nâng bọng bắt lên, đúng không? Được rồi, làm thử xem sao. Roy, cậu làm được không? Dĩ nhiên rồi. Được rồi, mình khoan lỗ trước. Bây giờ mình sẽ xịt nước thật mạnh vào đây. Sẵn sàng chưa? Được rồi. Chưa thấy gì, mình bị kẹt luôn rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mình biết rồi, nước của mình đã cạn rồi. Mình đã nhớ ra, tại đường ống bị dở nên mình không bơm được nước. Ôi không, vậy bọn mình phải tìm nước ở đâu đây? Phải chi ở quanh đây có giò chữa cháy ha. Để mình nhờ Haley tìm thử. Haley, tìm giò chữa cháy đi. Được thôi, cho mình vài phút. Kìa, tìm được rồi. Được rồi, sẵn sàng. Tốt lắm, bắt đầu thôi. Cậu không sao chứ? Không biết nữa, mình vẫn chưa có cử động được, mình không di chuyển được luôn. Yên tâm đi, mình vẫn chưa xong mà. Mọi người mau lùi lại nào. Nhìn tuyệt lắm luôn á. Coi mình xoay nè, mình đẹp như mới vậy. Tốt quá rồi, mình nghĩ đã tới lúc trả trái banh cho nhà vô địch cuộc thi tung hứng rồi. Coi mình nè. Chắc chắn hôm đó mọi người sẽ tới ủng hộ cho cậu. Mình sẽ ở đó chờ các cậu. Tập phim bộ đồ siêu cấp của Jin. 1, 2, 1, 2. Thành viên đội cứu hộ chú ý nào, mau tập hợp tại tầng hầm bảo trì ngay lập tức. Chào Haley. Chào các cậu. Không biết Jin còn gặp tụi mình có việc gì ha. Ai mà biết được, cậu ấy muốn mình đến tầng hầm bảo trì mà. Có lẽ cậu ấy cho chúng ta xem thứ gì đó thì sao? Chúng ta sẽ sớm biết ngay thôi. Chà, cậu ấy nói tụi mình tới ngay lập tức mà. Cậu ấy đâu rồi ta? Không biết nữa. Jin, tụi mình tới rồi đây. Mình ở trong này nè. Ta-da! Xin giới thiệu bộ đồ siêu cấp của mình. Bộ đồ siêu cấp? Nó là gì vậy? Nó là gì sao? Nó giúp mình thực hiện các công việc siêu cấp với độ chính xác cực cao thôi. Wow, đúng là siêu ngầu với mình luôn đó Jin. Nó có rất nhiều chức năng thật sự thú vị đó nha. Nó làm được gì vậy? Mũ bảo hiểm này có radio 2 chiều không dây và có thể phóng to âm thanh từ nhỏ như kiến tới thiệt là bự luôn. Còn đây là đôi giày siêu nhanh. Chúng nhanh như gió và có thể đưa cậu đến bất cứ nơi nào mà cậu muốn đi. Và đôi găng tay này sẽ giúp cậu nâng bất cứ thứ gì cho dù nó nặng đến đâu. Nhưng đợi một chút, thậm chí đây không phải là tất cả những thứ nó có thể làm được. Hãy coi nè, khi mình mặc bộ đồ siêu cấp này, mình thậm chí còn có thể bay được nữa. Nào các cậu, rất tuyệt vời phải không? Chị ơi, xuống đây đi nào. Xuống đây đi. Đừng lo, nó cực kỳ an toàn mà. Jin, có lẽ cậu không nên mặc bộ đồ này nữa đâu. Đúng vậy, tụi mình không muốn cậu bị thương đâu. Đừng lo, chỉ là lỗi nhỏ thôi, không sao đâu. Mình chỉ cần sửa lại thì nó sẽ tốt như mới thôi. Không được đâu Jin, vì sự an toàn của bản thân cậu, mình nghĩ là cậu không nên mặc bộ đồ này nữa. Phải, mình đồng ý với Roy.
Nhưng mà các cậu à, mình hứa là sẽ không có chuyện gì đâu mà. Jin, chúng ta có thể nói chuyện về bộ đồ siêu cấp của cậu vào lúc khác không? Tụi mình phải đi tuần tra quanh thị trấn. Đây là những gì cậu muốn tụi mình coi đúng không? Phải. Vậy tụi mình sẽ gặp lại cậu sau nha. Tạm biệt Jin. Tạm biệt Jin. Lát gặp lại nha. Mình thậm chí còn chưa nói với họ lý do mình tạo ra nó mà. Không được, mình xin thề là mình sẽ làm cho bộ đồ siêu cấp này tốt hơn. Đây là bộ đồ đế phôi cuối cùng rồi cô Bell. Cảm ơn Lifty, con đúng là hữu ích quá ha. Con chào cô Bell. Chào Polly. Xin chào Polly. Rất vui được gặp con. Cô đang phơi đồ sao? Phải đó, thời tiết như vậy phơi đồ là tuyệt nhất. Có gió thổi nhẹ nhẹ và ánh nắng mặt trời nữa. Dạ phải, nhưng con không biết sẽ được bao lâu nữa. Dự báo thời tiết nói sẽ có một đợt gió mạnh thổi từ biển vào đó. Trong một ngày hoàn hảo như vậy sao? Ở bờ biển thời tiết có thể thay đổi trong nháy mắt luôn. Để giữ an toàn, có lẽ cô nên lấy đồ vào nhà đi cô Bell. Chắc là vậy rồi. Cảm ơn con đã báo cho cô biết nha. Dạ không có gì, con phải đi rồi đây. Tạm biệt cô nha. Tạm biệt Lifty. Bảo trọng nha Polly. Xin chào nha. Nhưng trời vẫn nắng như vậy mà ta. Có lẽ chúng ta có thể để nó ở đây và sau đó sẽ mang nó vào khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Con thực sự nghĩ như vậy hả? Dạ. Mình không thể từ bỏ bộ đồ siêu cấp của mình chỉ vì họ lo lắng. Họ sẽ thấy nó tuyệt vời như thế nào sau khi mình sửa mọi thứ đàng hoàng. Bộ đồ siêu cấp đã hoàn tất. Tuyệt vời, giờ thì mặc lại một lần nữa nào. Thật hoàn hảo. Chờ một chút, mình nên kiểm tra thử. Có lẽ mình nên ra ngoài và để bộ đồ thật sự phát huy tác dụng kỳ diệu của nó. Jin đi giải cứu đây. Kéo búa bao. Kéo búa bao. Ủa? Đồ của Bell phơi đang bay rồi kìa. Nếu các bạn gặp khó khăn thì đã có cứu hộ Jin đây. Ủa? Phía trước có gì vậy ta? Là một loài chim phải không? Ê, đó là khăn tay của cô Bell. Ôi, cô Bell. Cơn gió đến đúng như Polly đã nói kìa. Ôi trời ơi, chúng thổi mạnh quá. Ôi, đồ của cô. Cô Bell, tất cả đều bị thổi bay đi rồi. Giờ chúng ta phải làm gì đấy? Cơn gió vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Các con ơi. Các con có thấy đồ của cô ở đâu không? Tụi con có thấy. Tụi con thấy chúng bay đi khi gió nổi lên. Ôi không. Cô Bell. Wow, Jin đang bay trên không kìa. Có chuyện gì vậy mọi người? Jin. Ôi, con làm cô hết hồn luôn đó. Đây chỉ là phát minh nhỏ mà con đang làm thôi. Nhưng tiện đây, con đã tìm thấy mấy thứ này nè cô. Con đã tìm thấy nó ở đâu vậy? Con đang bay một vòng trên kia thì đột nhiên nó xuất hiện. Ôi, cô thấy xấu hổ thiệt đó. Cô đang phơi tất cả đồ giặt của mình, nhưng mà sau đó gió thổi và tất cả biến mất. Tất cả những quần áo yêu thích và chăn bông của cô ấy, tất cả mọi thứ luôn. Dạ, nếu như vậy thì cô không cần phải lo đâu. Con sẽ tìm chúng cho cô. Thật tìm sao? Cô cảm ơn con nha Jin. Đương nhiên rồi, cậu có thể tin ở mình. Cô đã phơi bao nhiêu bộ quần áo vậy cô? 4, cô nghĩ vậy. Dạ được. Có vẻ như gió đang thổi về phía thị trấn. Con sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng nếu như con đi theo hướng gió. Được rồi, con đi đây. Cảm ơn con nha Jin. Cố lên nha Jin ơi. Với chiếc trời xoay trong tay, tôi có thể dọn dẹp trên đường cả ngày. Và sau khi đường phố sạch sẽ, tôi sẽ đi khi con đi dọn. Ủa, là gì vậy? Tuyệt vời, đã tìm thấy 2 cái. 1, 2. May mắn quá. Và giờ thì mình đi tìm chăn của cô Bell thôi. Chăn bông, người ở đâu rồi? Nó ở đây rồi.
ta sẽ đưa ngươi về nhà. Polly, có chuyện gì vậy? Các cậu, Jim vừa gọi cho mình. Cậu ấy đang gặp rắc rối gì đó ở xưởng gỗ. Cậu ấy có vẻ khá lo lắng. Thật sao? Các thành viên cứu hộ mau đi làm nhiệm vụ ngay lập tức. Đó. Phải nhanh lên. Chin, cứu mình với. Chin, chị đâu? Chờ chút, tụi mình sẽ đưa cậu ra ngoài. Chin nè, chúng cậu không sao chứ? Mình không sao. Bộ đồ siêu cấp của mình thật sự hoạt động tốt phải không? Thật ra thì Helly nè, cậu có thể nâng mình lên được không? Được chứ. Cảm ơn cậu nha. Không có vậy. Mình rất vui là cậu không bị thương. Tụi mình rất lo lắng cho cậu đó. Phải. Mình xin lỗi vì đã làm các cậu phải lo lắng như vậy. Mình quên mất đồ phơi khô của cô Belle. Đồ phơi khô của cô Belle là gì vậy? Để mình giải thích cho. Jean nè, nếu từ giờ trở đi cậu cần sự giúp đỡ thì cậu nên để tụi mình biết ngay lập tức trước khi cậu làm bất cứ điều gì nha. Đúng vậy. Mình đã nghĩ là tìm vài bộ quần áo phơi khô sẽ dễ dàng lắm, đặc biệt là với bộ đồ siêu cấp của mình nè. Ý là cậu đã tìm thấy mấy bộ đồ của cô Belle trong thứ này sao? Jean, tụi mình đã nói với cậu là nó không an toàn rồi mà. Mình biết. Mình chỉ là mình cảm thấy thật tệ. Mình muốn trở nên ngầu và có thể giúp cho mọi người giống như các cậu thôi. Mình muốn giúp đỡ và hỗ trợ cho các cậu và trở thành nhân viên cứu hộ dũng cảm. Mình nghĩ làm vậy thật là ngốc rồi hả? Nhưng Jin, tụi mình chưa bao giờ biết cậu muốn làm việc này tới vậy. Phải đó, tha lỗi cho tụi mình vì đã không chú ý tới nha. Cậu biết đó, tụi mình chỉ là không muốn cậu bị thương thôi. Tụi mình thật sự rất lo lắng. Phải đó, mình biết, mình hiểu rồi. Dù sao thì thật là thất bại. Chắc chắn là mình không thể trở thành nhân viên cứu hộ được. Jin ơi. Jin, cậu không hề thất bại đâu. Hãy làm lại nó, tạo một cái mới, giúp bộ đồ siêu cấp hoàn toàn mới và thiết kế đã được cải thiện. Phải đó, nếu cậu đã biết được lỗi của nó thì sửa lại đi. Nó sẽ siêu cấp luôn đó. Polly nói đúng đó, cậu có thể làm được. Nó sẽ rất tuyệt, cậu sẽ giúp được những người bạn của mình và tụi mình. Còn gì tuyệt vời hơn chứ? Cậu sẽ thành nhân viên cứu hộ. Wow, các cậu nói thật chứ? Đương nhiên rồi. Cảm ơn các cậu rất là nhiều, mình không biết nói gì hơn nữa. Jin ơi, cậu định mặc bộ đồ siêu cấp ngớ ngẩn này bao lâu vậy? Dù sao cậu không thể mang bộ đồ phơi của cô Belle đi trong hình dạng này phải không? Không biết là các cậu có thể giúp mình mang mấy đồ này tới chỗ của cô Belle giùm mình được không ha? Mình e là mình vẫn chưa tìm ra được chức năng bị lỗi của thứ này. Mình cần phải sửa chữa nó. Cái gì? Jin, là một nhà phát minh mà cậu như vậy là vô vọng rồi. Đúng vậy. Món quà của Glenny. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ở đây. Dạ. Chào chú Builder. Chào xin các chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào hai con. Công trình tiến hành tới đâu rồi chú? Cảm ơn con. Với tốc độ này thì cuối tháng có thể làm xong rồi đó con à. Wow, đúng là tin vui đó.
Mà sao hôm nay không có Bruno vậy chú? Bởi vì Bruno đang đi làm công việc quan trọng nhất của ngày hôm nay rồi. Công việc quan trọng sao? Đúng vậy, sắp tới sinh nhật của Clinny, cậu ấy đang tìm quà tặng cho Clinny. Clinny ơi, cậu muốn quà gì trong ngày sinh nhật của cậu? Chắc chắn cậu có thể chọn một thứ trên thế giới này. Mọi người trên thế giới sao? Mình không thể nghĩ ra là mình muốn gì nữa. Sao lại không nghĩ ra chứ? Nếu là sinh nhật của mình thì mình muốn có một bộ lốp xe chạy với tốc độ thật là cao. Mình muốn quả bóng mới. Mình muốn con tem mới. Ý tưởng tuyệt vời. Vậy mình muốn... Hả? Một cây lan nhà mới. Không được đâu. Năm ngoái cậu đã nhận rồi. Năm trước nữa. Và những năm trước đó nữa. Sao mà năm nào cậu cũng muốn có quà này vậy hả? Phải. Rồi, nếu cậu không nghĩ ra một món quà khác thì tụi mình sẽ coi như không nhớ. Thôi trời ơi, các cậu làm mình áp lực và mình càng không nghĩ ra gì hết. Xin lỗi nha Clinny. Vậy cậu dành thời gian để suy nghĩ đi. Tối ngày hôm nay mình sẽ quay lại đây. Được rồi. Cái gì? Họ nói sẽ coi như không nhớ sao? Chỉ vì cậu không nghĩ ra quà tặng à? Mình biết lý do cậu buồn rồi. Mình nghĩ cậu không nên lo lắng. Đôi khi cũng khó nghĩ ra một món quà mới mà. Nhiều lúc cậu không suy nghĩ thì lại nghĩ ra đó. Mà Hayley nè, cậu không hỏi mình cần gì hả? Mình đã lên kế hoạch xong rồi. Và đã chọn xong món quà để tặng cậu. Chúng ta không nên kêu Jin phụ trách làm bánh kem. Jin chỉ giỏi thay lớp xe thôi. Nè Hayley. Chúng mình đây. Xin chào. Công trình của chú Builder tiến hành sao rồi? Giai đoạn đầu tiên sắp hoàn thành rồi. Cuối tháng là chúng ta có đường sắt để sử dụng rồi đó. Công trình diễn ra đúng kế hoạch thật là tốt quá đi. Còn làm bánh kem thì không tốt lắm. Jin, cậu nghĩ là chúng ta nên đưa ra kế hoạch B không? Muộn quá rồi. Các cậu không biết là mình làm việc chăm chỉ lắm hay sao chứ? Mà nè, đâu có người nào làm bánh cho cậu ấy đâu, phải không? Đúng vậy. Mọi người đều gặp khó khăn trong việc quyết định quà tặng cho cậu ấy. Bruno thậm chí còn kêu Clinny tự suy nghĩ về món quà mà mình thích nữa đó. Chuyện này đã làm cho Clinny rất là căng thẳng. Chính vì vậy, cậu ấy không thể suy nghĩ được gì hết. Dù có cố gắng cũng không được. Đúng rồi đó. Nếu chúng ta biết Clinny thích gì thì chúng ta sẽ biết là nên tặng quà gì cho cậu ấy. Mình muốn được tặng quà gì đây? Muốn được tặng quà gì đây? Mình không thể nào nghĩ ra món quà gì hết. Wow, một cái lốp xe mới. Chắc là mình cần cái này á. Chú thấy con thích cái lốp xe mới. Spooky cũng thích lắm. Cậu ấy đã hỏi mấy lần rồi. Spooky thích sao? Được. Chú Wheeler, con sẽ lấy một bộ lốp xe. Được rồi. Spooky thật sự thích mấy cái lốp xe sao? Giờ mình phải nghĩ coi mình thích cái gì để họ tặng cho mình. Đây có phải là thứ mình thích không ta? Wow, một bộ đủ thứ bóng luôn. Mình biết ai thích chơi những thứ bóng này rồi. Những quả bóng này chắc chắn được Bruno thích từ lâu rồi. Chắc là cậu ấy sẽ vui lắm đây. Mình cũng đã mua được tấm thiệp dành cho bộ sưu tập của Posty nữa. Hôm nay là ngày may mắn của mình. Ôi không, mình quên mất. Mình phải nghĩ ra quà tặng cho mình mà. Mình phải nghĩ nhanh lên thôi. Trời cũng sắp tối rồi. Mình không biết. Mình chỉ có thể nghĩ ra thứ mà bạn bè mình thích mà thôi. Ôi không, quay lại đi. Đây là món quà đặc biệt dành tặng cho Posty. Quay lại đây. Bắt được rồi. Clinny phải chọn ra một món quà sinh nhật cho mình, có phải không?
chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi mà. Clini, chúng mình đây. Tụi mình đây, Clini. Clini. Thôi nào. Chin, đừng làm nữa. Có lẽ người khác có thể làm được đó. Mình có thể làm được mà. Các cậu đừng lo lắng. Bánh kem có hình Clini là tuyệt vời nhất. Được rồi, cậu cứ làm tốt việc của mình đi. Mình nghĩ là Clini sẽ thích lắm đó. Đội cứu hộ nghe đây. Được rồi, Posty, đội cứu hộ sẽ tới đó liền. Đội cứu hộ sắp tới rồi. Cậu cố gắng thêm một chút nữa nha. Họ kìa. Chúng ta cần sử dụng cần cẩu. Haley, móc cần cẩu vào người Clini. Amber, cậu đi với mình. Chúng ta cần tìm một nơi an toàn để cứu Clini. Được rồi. Bully, mình không thấy nơi nào an toàn cả. Cậu nói đúng đó, Amber. Đừng lo lắng, mình sẽ ở lại đây. Mình sẽ sẵn sàng trong trường hợp có chuyện xảy ra. Cậu lên trên đi. Roy cần cậu giúp. Được rồi. Hy vọng sẽ không có chuyện gì. Linny, đừng lo lắng. Chúng mình sẽ cứu cậu lên đó. Linny, Roy nhanh lên. Mình sẵn sàng. Clini, cái này là của chúng mình sao? Phải, mình đi xung quanh coi mình thích những thứ gì. Nhưng những gì mình tìm thấy đều là những thứ các cậu thích. Xin lỗi, mình thật sự không thể nào tìm thấy món quà mình thích nhất. Nè Clini, cậu đừng có xin lỗi tụi mình chứ. Tụi mình xin lỗi cậu mới phải. Đúng vậy, tụi mình chỉ muốn có món quà đặc biệt tặng sinh nhật cho cậu mà thôi. Mình xin lỗi. Thấy không, đó là vì các cậu quan tâm lẫn nhau cho nên mới như vậy. Đúng vậy. Mọi người, nghe nè. Mình nghĩ có một thứ mà Clini muốn có trong ngày sinh nhật của mình. Đó là cái gì? Đợi chút. Gì vậy Amber? Nói đi. Cái gì vậy Amber? Được rồi Clini, cậu mở mắt ra đây. Chúc mừng sinh nhật Clini. Tất cả mọi thứ sao? Đây là buổi tiệc sinh nhật dành cho cậu đó. Buổi tiệc cắm trại. Cậu khiến chúng mình nhận ra rằng không có quà gì sánh bằng việc dành thời gian cho bạn bè của mình. Nên chúng mình nghĩ đây là cách ăn mừng tốt nhất. Linny à, chúng mình quyết định tổ chức một bữa tiệc dành cho cậu. Mình thật sự rất thích. Chờ đã, mình nghĩ món quà là phải thứ gì đó chúng ta có thể mở ra. Món quà có thể là bất cứ thứ gì cậu tặng cho ai đó để thể hiện sự quan tâm.
còn đây là món quà dành riêng cho Cleany. Ta-da! Đây là bánh sinh nhật đặc biệt của cậu. Wow, Jin, cậu làm cái bánh này đẹp quá đi. Mình rất vui khi cậu thích cái bánh này. Mình nghĩ món quà là những gì mà chúng ta ghi nhớ trong lòng. Đúng vậy. 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 Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu bữa tiệc đi. Thật này là ai vậy?